Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì em Xuân Hùng vừa về một chiếc xe, đó là chiếc xe Hyundai Accent. Một chiếc Hyundai Accent đời 2019 bản đủ. Chiếc này là la răng đúc 4 bánh lúp lắp còn mới. Bản đủ thì nó sẽ có đời start top rồi các bác nhé. Chiếc này là máy 1.4 và xe sản xuất Việt Nam. Cái dòng này không phải là nhập các bác nhé. Thì chiếc này bên em đang chào bán với giá là 425 triệu đồng. Và các bác nào có nhu cầu mua cái dòng xe mà đời cao này. Chiếc này thì 2019 thì chạy siêu lướt rồi, nó quá đẹp và màu đen. Chiếc này xe biển 34 các bác nhé. 34 4 mùa không ngập lụt thì các bác yên tâm rồi, không có sợ ngập lụt hoặc đâm đụng va chạm gì. Một chiếc xe Hyundai Accent vừa mới về xong thì bên em đang chào bán với giá là 425 triệu đồng. Các bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ với em nhé. Và số điện thoại thì em ghim ở trên màn hình rồi. Các bác nào đang xem kênh cũng không quên là bấm nút đăng ký cũng như bấm một nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất mà bên em đăng lên hàng ngày. Chiếc xe là mới về thì bên em sẽ đăng ngay và sẽ hỗ trợ trả góp cho các bác nữa. Chiếc này thì cũng hỗ trợ trả góp được lên tới là 70% giá trị của xe. Thủ tục hỗ trợ trả góp thì cũng rất là đơn giản thôi. Chỉ cần quý vị các bác có sổ chứng minh thư, sổ hộ khẩu, chụp ảnh và bên em sẽ cho làm thủ tục là nhanh thôi. Chỉ trong khoảng một tuần, một chục ngày là ngon này hết. Vâng, một chiếc Accent thì nó khá là lịch lãm và đẹp, màu đen, la răng đúc nguyên bản theo xe. Phanh ABS 4 bánh và lốp còn khá mới. Chiếc này thì bên em đang bán với giá là 425 triệu đồng nhé. Các bác anh chị em nào mà có nhu cầu mua thì cứ hãy alo với em nhá, alo với em theo số hotline mà em đã gửi trên màn hình rồi. Thì các bác cứ xem kỹ và bác nào có nhu cầu mua thì hãy đến với bên em nhé. Vâng, vừa rồi em đã cho các bác xem một vòng xung quanh bên ngoài để chúng ta xem rõ hơn. Một chiếc xe Hyundai Accent thì không còn xa lạ nữa rồi. Và chiếc xe này thì đời 2019 cũng khá cao. Chính vậy mà máy móc còn khá là chất, máy 1.4 các bác nhé. Đấy, máy móc ok rồi. Sơn si thì xe là gần như còn nguyên zin hết, chưa bị mất một tí gì luôn, keo chỉ zin hết. Và em cho các bác xem về cái phần nội thất bên trong này. Chiếc này thì được trang bị xi nhan trên gương tích hợp quá đẹp rồi. Tay lắm cửa được mạ chrome này, rất là sạch sẽ đẹp đẽ. Xe này là bản đủ các bác nhé, thì gương kính chỉnh điện đầy đủ này. Đấy, gương kính chỉnh điện đầy đủ, nội thất ngoại thất đẹp này. Xe được trang bị vô lăng thu khí này, vô lăng tích hợp bàn phím này, rồi thì đề start top luôn nhá. Đây ạ. Có đề start top luôn. Đó. Màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Con này đã độ lên cái màn hình Android to tướng rồi, có cả một cam hành trình đây. Các bác nhá. Có cả cam hành trình luôn cho nên đi lại cũng khá là ok. Chiếc này là số sàn cho nên là giá nó cũng khá rẻ, chỉ có 425 triệu đồng mà thôi. Các bác nhá. Ghế thì khá đẹp rồi, ghế chủ nhà bọc một bộ ghế màu đỏ đen cũng khá là nổi bật. Một chiếc xe màu đen lịch lãm đây thì các bác mua về chạy gia đình cũng được, chạy dịch vụ taxi cũng được, chạy xe hoa cũng tốt. Vì cái dòng này nó cũng là đời khá cao, 2019 các bác nhé, 2019 luôn ạ, xe khá chất. Vâng, các bác nào có nhu cầu mua cái dòng xe đời cao này về chạy gia đình nhé, thì bên em đang có một chiếc xe Hyundai này. Bên em còn mấy chiếc xe đời 2018-19 nữa cho nên là các bác cứ có nhu cầu thì cứ alo thôi các bác nhé, tất cả còn ngon lành hết. Sang tháng 8 thì bên em về cũng khá nhiều xe đẹp đấy, các bác nào mà có nhu cầu mua xe thì hãy nhanh chóng và hãy theo dõi tất cả những cái chi tiết hoặc là những kênh bán hàng bên em. Và các bác muốn theo dõi được tốt hơn thì đăng ký kênh và bấm một nút thông báo, thì tất cả những chiếc xe về đăng lên cái là em đăng lên là các bác nhận được ngay. Vâng, một chiếc xe Hyundai Accent 2019 các bác nhé. Siêu lướt 2019 đây ạ. Bản số sàn và bản đủ luôn. Thì chiếc này bên em đang bán với giá là 425 triệu đồng. Rất là tiện lợi và màu đen thì lịch lãm rồi. Chiếc này đăng kiểm còn đến tháng 8 2021 luôn, còn khá là dài. Đó nhá, khá dài luôn ạ. Và bây giờ em sẽ cho các bác xem về phần máy một chút này. Cho phần máy một chút nhá. Vâng, thưa các bác, đây là cái khoang máy của chiếc xe Accent, Hyundai Accent 2019. Tất cả thì còn nguyên zin nhé, máy 2019 cho nên còn khá mới đây. Đấy, còn khá mới và sạch sẽ luôn. Chiếc xe bao zin như bác nhé, không có đâm đụng, không lỗi làm gì. Đấy, không đâm đụng, không lỗi làm gì. Cho nên là xe chạy còn khá là chất. Và các bác chỉ sẵn chạy thôi. Còn nếu như bác nào có nhu cầu mua về mà sang tên đổi chủ thì bên em sẽ hỗ trợ phần hồ sơ các bác nhé. Đấy, hỗ trợ phần hồ sơ cho bác để các bác sang tên đổi chủ. Một chiếc xe đời 2019 thì cũng không có cái gì để mà phải so sánh cả, không phải để tìm tòi cả. Vâng, nó khá là đẹp các bác nhé.
màu đen, chính chủ Hải Dương luôn. Thì xe Hải Dương các bác biết rồi, cũng khá là chất. Và những chiếc xe này thì bên em bao cam kết cho các bác là bằng văn bản luôn, là không đâm đúc, không lỗi lầm, cũng như là không có tranh chấp pháp lý, giấy tờ ổn định và hợp lý hợp pháp để cho các bác sang tên đổi chủ, cũng như là mình muốn mua trả góp thì cũng rất đơn giản thôi. Vâng, thì các bác có nhu cầu thì alo em nhé. Và em xin chào và hẹn gặp lại các bác.